Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa dông nhiều nơi. Cục bộ có mưa to đến rất to từ nay đến 3 ngày tới. Cụ thể, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày hôm nay, ngày mai đến 3 ngày tới, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 180mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Ở khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 30-70mm. Có nơi trên 80mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hữu tự gió rìa Tây Nam lự áp cao cận nhiệt đới, nên ở khu vực Bắc Bộ đêm nay và sáng mai đến 3 ngày tới có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm nay đến ngày mùng 3 tháng 9 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30-60mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Còn khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày mùng 3 tháng 9, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại các khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng đô thị, trũng thấp. Cảnh báo từ ngày mai đến ngày mùng 4 tháng 9, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa dông nhiều nơi. Cục bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Trên biển, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 sóng thần nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và khả năng có 1 đến 2 sóng thần nhiệt đới ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác, thì từ nay đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng từ 7 đến 9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 3 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh trên cao áp cao cận nhiệt đới lắng về phía Tây, kết hợp với hoạt động của đới gió Đông ở rìa phía Nam lự áp cao cận nhiệt đới, nên ngày và đêm nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngoài ra, theo nhận định của các trung tâm khí tượng thủy văn quốc tế, kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS hiện nay cho biết là dự báo trong những ngày sắp tới, trên Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, mạnh lên với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng từ 10 đến 15 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Tây Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm. Vị trí, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Sang đến thời tiết phía Tây, Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến thời tiết phía đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi,
Riêng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng chiều tối và tối, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.